Rồi, chào buổi sáng. Hôm nay là ngày ở đây nha. 9 tây 26 tây tháng 1. 26 tây tháng 1. Bây giờ đó là 8 giờ 43 sáng ha. Rồi. Ẩm rồi là mình mặc đồ màu trở lại ha. Rồi hôm nay mình mặc đồ này tông xì teo luôn, mặc mà không có nghĩ chứ thấy tiện giờ ra ra giờ mới thấy nó tông xì teo nè, tông xì teo luôn. Bỏ chiếc chai loại này ra, nhét cái áo này vô để không thoi ăn lát nữa, chết cha, nó hút ba cái mùi vô áo, lát nữa ra ngoài không mặc áo lạnh nữa thì cởi cái áo lạnh thôi, tính cho tông xì teo coi mà. Đây là lớp thứ nhất nằm ngoài nha. Lớp thứ nhất nằm ngoài nha. Tông thì teo, teo thì tông luôn. Hít được hả? Mày hít được, mày hít tao coi. Mày tao để ở dưới mày hít vô, giờ mày lên đây mày cũng hít hả? Ok, good, hít rồi. Đi sang đến mức độ nào để nó thấy được nè, để gần vào đây lát nữa nó rớt đất ha. Đây, đây cái ghế mình mới thấy được mình nha. Rồi đó thì đó không xịt keo nè. Bây giờ là vớ màu màu xám luôn nè, thấy không, với áo xám nè. Tâm xì teo chơi với người trong tranh. Rồi. Mình chuyển sang cái lớp thứ hai nè, thì cởi ra chút thôi để con lớp nó hút vô đồ đi ra đường là nó hôi, đi công chuyện không có được. Thứ hai đây tiếp tục lớp thứ ba đây, đó cuộc sống của Út Bích ở thành phố Houston nè, đó đúng rồi, bây giờ tông thì teo nè, đó cái này là cái áo đầm. Đây là bây giờ là nó mỏng như con ếch rồi, mỏng như cái da ếch rồi đó. Lớp cuối cùng rồi đó, tâm chị theo màu đen với màu đen. Hồi nãy ở ngoài áo màu xám, áo xám với quần xám, áo xám với vớ xám nữa. Bây giờ áo đen quần đen ha. Vớ xám còn chưa tâm chị theo để kiếm ra vớ đen nữa. Áo mà cũng được chứ không có phải tệ. Chị tâm chị theo. Hôm nay là nhiệt độ ngoài chắc khoảng 50 mấy á, nên cũng hơi mát mát thôi. Mặc trở vô chứ không thôi lắc đồ ăn mà nó hút vô trong cái đầu cổ tóc tai ra đường thúi quắc luôn. Yeah. Áo này nó dày lắm á, nó hai cái lớp áo ở trên là mà dải nó cũng dày, nó thun kim bằng gì á, hồi xưa nhớ má đổi với bà năm o đó, giải thun kim bằng đó, dày mà nó nóng lắm á. Bằng cái áo này với cái áo lạnh nữa là đủ rồi, thấy không? Nó hai lớp mặc vô lát nữa nó hút vô cái đồ, hút vô đầu vô cổ hô thúi ra đường, còn đi cũng chuyện nữa. Áo
của người ta cho không à, mặn dừa không, dừa sáp nhất luôn á. Có đều bụng bự giờ phải tập thể dục cho bụng nhỏ thôi. Mặn dừa bóp sát luôn. Mấy cuốn sách tâm xì tèo bận về điên lát hả, nóng ra tờ cởi ra từ từ đó. Giới thiệu cho biết là cuộc sống ở đây nó vậy đó nha, một ngày có bốn mùa chứ không phải một năm bốn mùa hay là một tháng bốn mùa đâu, một ngày bốn mùa đó. Sáng mai là mùa đông, mà trưa là mùa xuân, mát mát mùa xuân. Rồi giấc 2-3 giờ xế chiều là mùa hè, nóng lên gần mùa này. Bữa trưa là ngày hôm qua nóng lên tới 7 mấy á, rồi buổi chiều lại là ấm áp xuống, lại là mát mát lạnh lạnh, là mùa thu. Mặc vô đậu vô thôi, đặng người cũng thú bắt. Có cái quần nổi không được, cái quần kia, quần trong, quần xà lõn rách rồi. Mặc quần xà lõn rách, cởi ra là lòi cái quần xà lõn á. Nè, cho một lớp dày rồi. Giờ mình sang mình làm cái này cái đã. Sữa dư lên nhiều lắm, cho nó vứt đi, nó không có ấy. Giờ mình xài. Sao mình ngu quá vậy ta, sinh về cực khổ, đứng cực khổ ngoài nắng ngoài nôi, sinh về đem chở đi cho đã, đợi đem vứt hết thùng rác luôn, không lấy. Kệ người ta ăn được, ta ăn không được ta vứt thùng rác, kệ nó đi. Sẵn cái áo lên rồi đã, dầu này nó chảy chà lè, nó bị bể rồi. Hai cái dĩa đó đã, cái sữa kia pha chất lịch rồi, cái sữa này là 1%, nó giống như nước lã vậy, bởi vì nít nó chê nó không thèm uống. Giờ mình rửa mặt chơi. Cái này mình trộn lộn với nhau nè, cho thêm miếng bột nghệ, uống bột nghệ. Sáng mơ chưa có gì ăn hết á. Sữa tủ lạnh để ra lấy ra uống chứ không có hầm. Nó nói bột nghệ mà cho uống nóng á, nó tạo cái tủa đó, mà ông già chuyên môn uống cà phê với, nó muốn vậy thì nó muốn cha nó vậy mà, uống cà phê với bột nghệ, cà phê sữa pha đủ thứ đó. Sang lắm, nó tạo cái tủa. Thank you.
chờ cho nó thấm cái đã. Chút nữa rửa là sao đi, đi ra đường nắng ăn. Rửa bỏ ra trong hơi nắng nó ăn. Có sữa đem cho thiên hạ. Tưởng sao thiên hạ đem chục thùng rác, giờ mình lấy mình sức mình trang điểm cho mình đẹp, tại sao mình ngu quá vậy? Cho thiên hạ thôi, thiên hạ đi dục thùng rác. Rồi, chút rửa lại.